Xin chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin quốc tế nổi bật mà chúng tôi vừa tổng hợp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ông Trump chọn Bộ trưởng Quốc phòng cứng rắn, quan hệ Mỹ-Trung sẽ căng thẳng hơn. Việc chọn người dẫn chương trình của Fox News làm Bộ trưởng Quốc phòng của ông Trump có thể mang đến nhiều sự khó lường cho mối quan hệ quân sự Mỹ-Trung, ghi nhận từ VTC News thông tin. Theo SCMP, các nhà phân tích cho rằng việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bất ngờ lựa chọn ông Pete Hackett, người dẫn chương trình truyền hình của Fox News và là cựu chiến binh, làm Bộ trưởng Quốc phòng có thể mang đến nhiều sự khó lường hơn cho mối quan hệ quân sự vốn đã mong manh giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông Pete Hackett, 44 tuổi, cựu chiến binh từng phục vụ ở Iraq và Afghanistan. Ông được biết đến là người thường xuyên chỉ trích giới truyền thông và Đảng Dân Chủ, đồng thời có lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn quảng bá cho cuốn sách gần đây của mình, ông Hackett cho biết Trung Quốc đang xây dựng một đội quân riêng biệt để đánh bại Mỹ. Năm ngoái, ông Hackett nói trên chương trình truyền hình của mình rằng Trung Quốc có kế hoạch thay thế Mỹ về mặt văn hóa, tài chính và công nghệ bằng cách tận dụng mạng lưới đối tác ngày càng mở rộng của họ. Tổng thống Mỹ Joe Biden rõ ràng là không đủ quan tâm để làm gì đó về vấn đề này. Chu Feng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế của Đại học Nam Kinh Trung Quốc nhận định việc đề cử ông Hackett có thể làm dấy lên lo ngại về tác động tiêu cực tiềm ẩn đến quan hệ quân sự Mỹ-Trung. Mặc dù ông Hackett có kinh nghiệm phục vụ quân đội lâu năm nhưng lại thiếu kinh nghiệm trong việc đảm nhiệm các vị trí trong hệ thống quân sự và quốc phòng Mỹ, ông Chu nói. Ông Chu chỉ ra rằng những đề cử của ông Trump cho các vị trí cấp cao trong chính quyền mới có một số đặc điểm chung như họ đều chia sẻ các giá trị của Tổng thống đắc cử và giành được sự tin tưởng của ông. Điều này có thể dẫn đến những bất ổn mới cho tương lai quan hệ Mỹ-Trung. Chuyên gia Trung Quốc cho biết có những lo ngại rằng các cân nhắc chính trị có thể làm suy yếu tính chuyên nghiệp, ảnh hưởng cá nhân của ông Trump có thể lấn át các tiêu chuẩn kỹ thuật và chuyên môn của các quan chức chính phủ Mỹ. Trung Quốc và Mỹ cố gắng giữ cho quan hệ song phương không bị lệch hướng kể từ năm ngoái. Hai bên khôi phục các cuộc trao đổi về quốc phòng trong những tháng gần đây để giảm thiểu rủi ro xung đột liên quan đến đảo Đài Loan và Biển Đông. Tuy nhiên, quan hệ hai nước vẫn còn căng thẳng và việc ông Trump quay trở lại Nhà Trắng có thể không giúp tình hình cải thiện. Xi Jinhong, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh cho biết, quan hệ quân sự Mỹ-Trung có khả năng xấu đi hơn nữa, trong khi quan hệ song phương có thể tồi tệ hơn so với nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump. Tuy nhiên, Mỹ được dự đoán sẽ coi trọng việc ngăn chặn xung đột nghiêm trọng giữa hai lực lượng và đối thoại giữa quân đội là phương thức quan trọng để thực hiện điều đó, ông Xi nói. Lầu Năm Góc nhiều lần mô tả, Trung Quốc là mối đe dọa thường trực của Mỹ, quốc gia duy nhất có thể gây ra mối đe dọa mang tính hệ thống đối với Mỹ. Trong khi đó, Bắc Kinh nhiều lần cáo buộc Washington phá hoại an ninh khu vực. Mỹ đã tăng doanh số bán vũ khí cho Đài Loan và tăng viện trợ quốc phòng cho Philippines, hai trong những vấn đề chính đang gây ảnh hưởng đến quan hệ quân sự giữa Washington và Bắc Kinh. Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần của Trung Quốc và phải thống nhất nếu cần thiết có thể dùng vũ lực. Giống như hầu hết các quốc gia, Mỹ không công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập nhưng phản đối mọi nỗ lực kiểm soát hòn đảo này bằng vũ lực. Mặt khác, Mỹ tăng cường hợp tác quốc phòng ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương thông qua các nhóm như AUKUS, quan hệ đối tác an ninh ba bên với Australia và Anh. Washington cũng thành lập một nhóm chiến lược và an ninh bốn bên với Ấn Độ, Nhật Bản và Australia, còn được gọi là Quad. Giáo sư Xi cho rằng các đồng minh của Mỹ trong khu vực có thể tìm kiếm mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn với chính quyền mới của ông Trump bằng cách tăng chi tiêu quốc phòng, mua thêm vũ khí Mỹ và cho phép quân đội Mỹ tiếp cận nhiều hơn các căn cứ quân sự của họ. Những hành động này chủ yếu nhằm mục đích chống lại Trung Quốc và đáp ứng lợi ích tài chính của Mỹ, hai yếu tố thường song hành với nhau. Trong Gia Jan, Phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Singapore nhận định, chính quyền mới của ông Trump muốn xem xét liệu các cuộc đối thoại quân sự song phương có mang lại lợi ích cho Mỹ hay không. Bản thân các cuộc đối thoại này phụ thuộc vào những cân nhắc quan trọng hơn về chiến lược. Khi công bố đề cử ông Pete Hackett làm Bộ trưởng Quốc phòng hôm 12 tháng 11, ông Trump cho biết Pete là người cứng rắn, thông minh và thực sự tin tưởng vào chính sách nước Mỹ trên hết. Với Pete lãnh đạo, kẻ thù của nước Mỹ sẽ được cảnh báo, quân đội của chúng ta sẽ vĩ đại trở lại và nước Mỹ sẽ không bao giờ lùi bước. Tổng thống đắc cử Donald Trump đang hành động nhanh chóng để lấp đầy các vị trí hàng đầu của Nhà Trắng trước lễ nhậm chức của ông vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Các lựa chọn của ông bao gồm một số người theo đường lối cứng rắn khác đối với Trung Quốc, bao gồm nghị sĩ Florida Mike Watt được đề cử làm cố vấn an ninh quốc gia và cựu giám đốc tình báo quốc gia Ron Radcliffe làm giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA. Ông Biden và ông Trump gặp mặt tại Nhà Trắng.
Theo báo điện tử Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, dẫn theo thông tin từ đài CBS News, vào ngày 13 tháng 11, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đã chính thức tiếp đón Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Nhà Trắng trong một cuộc họp kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. Cuộc gặp này là một phần trong quá trình chuyển giao quyền lực giữa hai lãnh đạo. Phát biểu về cuộc thảo luận, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết đây là một cuộc trao đổi có ý nghĩa. Trong đó, ông Biden và ông Trump đã cùng nhau thảo luận về các vấn đề quan trọng như an ninh quốc gia và chính sách trong nước. Trong cuộc họp, Tổng thống đương nhiệm Biden cũng đã chia sẻ với người kế nhiệm những mục tiêu quan trọng trong danh sách công việc mà Quốc hội cần giải quyết trong thời gian tới. Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh chính trường Mỹ đang đối mặt với nhiều thách thức, khi ông Biden đang chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao quyền lực, trong khi ông Trump tiếp tục củng cố sự ủng hộ của mình trong cuộc bầu cử sắp tới. Dù có nhiều khác biệt về chính sách và quan điểm, cuộc họp lần này đã tạo cơ hội để hai nhà lãnh đạo trao đổi trực tiếp và chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao quyền lực suôn sẻ. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden và Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Nhà Trắng đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình chuyển giao quyền lực. Đài CBS News cho biết, cuộc họp kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ đã tạo cơ hội cho hai nhà lãnh đạo trao đổi về các vấn đề cấp bách của quốc gia. Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với những thách thức lớn về kinh tế, xã hội và an ninh, và được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho một quá trình chuyển giao quyền lực êm đẹp, đồng thời mở ra cơ hội để hai nhà lãnh đạo tiếp tục làm việc cùng nhau vì lợi ích chung của người dân Mỹ. Sau khi Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden và Tổng thống đắc cử Donald Trump bắt tay chào xã giao, ông Biden đã gửi lời chúc mừng đến người kế nhiệm và khẳng định cam kết đảm bảo một cuộc chuyển giao quyền lực suôn sẻ. Ông Biden bày tỏ sự sẵn sàng của chính quyền hiện tại trong việc hỗ trợ ông Trump và đội ngũ của ông trong quá trình tiếp nhận quyền lực. Đồng thời nhấn mạnh việc chuyển giao này sẽ diễn ra một cách trật tự và hiệu quả. Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu để đảm bảo sự chuyển giao này diễn ra suôn sẻ và không gặp bất kỳ trở ngại nào, ông Biden nói. Đáp lại, ông Trump cảm ơn sự chúc mừng và lời chào đón nồng nhiệt của ông Biden. Cựu Tổng thống Trump cũng chia sẻ rằng, chính trị thì khắc nghiệt và trong nhiều trường hợp, thế giới này không mấy tốt đẹp, nhưng hiện tại thì vẫn tốt đẹp. Ông bày tỏ sự trân trọng đối với quá trình chuyển giao quyền lực và khẳng định rằng ông rất coi trọng sự suôn sẻ của quá trình này, điều mà ông cho là rất quan trọng cho nền dân chủ và sự ổn định của đất nước. Cũng có mặt trong cuộc gặp này là Chánh văn phòng Nhà Trắng, Jeff Sessions và bà Susie Wiles, người mà ông Trump đã chọn làm Chánh văn phòng Nhà Trắng cho chính quyền sắp tới. Sự có mặt của họ cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả hai bên trong việc chuyển giao quyền lực một cách minh bạch và bài bản. Lần gặp mặt trực tiếp gần đây nhất giữa ông Trump và ông Biden là tại cuộc tranh luận tổng thống vào tháng 6, khi hai bên đã không ngừng chỉ trích lẫn nhau với những lời lẽ gay gắt. Trong cuộc tranh luận đó, ông Biden đã gọi ông Trump là tội phạm bị kết án, trong khi ông Trump phản ứng bằng cách chỉ trích chính quyền Biden, cho rằng dưới thời ông, Mỹ đã trở thành một quốc gia thế giới thứ ba. Tuy nhiên, cuộc gặp tại Nhà Trắng lần này mang lại một không khí khác, khi cả hai nhà lãnh đạo đã thể hiện sự hợp tác và tôn trọng trong công việc chuyển giao quyền lực, dù trước đó có nhiều bất đồng trong chính trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh và đồng hành cùng chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.